Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự sáng thứ ba ngày 14 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng ủy chiều qua, Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Sự lễ đón nhận có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2021, Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã tham mưu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó 3 trên 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ đề ra. Đảng ủy cũng đã tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tham mưu thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,8%. Phát biểu tại lễ đón nhận, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và chúc mừng thành tích của Đảng ủy các cơ quan tỉnh trong năm 2021. Đồng chí đề nghị Đảng ủy các cơ quan tỉnh phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua năm 2022, cần xây dựng được các mục tiêu cụ thể, có tính khả thi, có tiến độ rõ ràng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Thưa quý vị khán giả, chiều qua tại nhà thi đấu tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Cạn lần thứ 6. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng của các khối cờ, kiệu, hồng kỳ và đoàn vận động viên các huyện, thành phố, sở ban ngành trong tỉnh, đoàn trọng tài làm nhiệm vụ tại đại hội. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thắp sáng đài lửa đại hội, ngọn lửa truyền thống tượng trưng cho sức mạnh, niềm tin và sự phát triển phong trào thể thao tỉnh Bắc Cạn. Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, trong suốt quá trình tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, Đại hội Thể dục Thể thao các cấp đã làm tốt vai trò thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội của địa phương. Nhiều đại hội ở cơ sở đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa thể thao lớn của địa phương, tạo ra không khí vui tươi phấn khởi trong cộng đồng xã hội. Hoàn thành tiến độ và chất lượng của công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp theo kế hoạch đề ra. Đồng chí mong muốn đại hội lần này sẽ chọn ra nhiều vận động viên xuất sắc tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 và các giải đấu thể thao khu vực toàn quốc trong thời gian tới. Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh diễn ra là có rất là có ý nghĩa và có niềm vui với bọn em, bởi vì là vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và cũng là tạo được sân chơi vui chơi cho các huyện đến để giao lưu cùng nhau. Về công tác tổ chức và chuẩn bị của bên ban tổ chức ấy, thì rất là đúng giờ đúng giấc, đầy đủ. Nói chung là về cả những phần nhỏ nhất thì mọi người đều chú ý, đều lưu ý. Tháng ấy thi một môn đầu tiên như này là phần chuẩn bị thế là hết sức chu đáo. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Cạn lần thứ 6 năm 2022 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 12 năm 2021 và đã tổ chức thi đấu được 11 trên 16 môn thể thao, bao gồm các môn bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền hơi, quần vợt, đá cầu, đẩy gậy, kéo co, việt giã. Và ban tổ chức đại hội đã trao 118 bộ huy chương cho các tập thể cá nhân giành thành tích cao. Quá trình tổ chức thì đại hội theo cấp tỉnh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo tỉnh, ban chỉ đạo ban tổ chức cũng như là ngành văn hóa thể thao cũng đã tích cực có những văn bản, có những cái đôn đốc hướng dẫn các địa phương, các huyện cũng đã linh hoạt, chủ động lựa chọn những cái thời điểm hợp lý nhất để tổ chức các cái môn thi đấu thể thao chương trình thể thao của huyện, và các huyện cũng đã cơ bản là hoàn thành đúng cái kế hoạch tiến độ về tổ chức thể thao cấp huyện, góp phần cho cái thành công chung của đại hội thể thao các cấp trong toàn tỉnh. Trong chương trình thi đấu giai đoạn 2 lần này, đại hội sẽ tiếp tục tổ chức 5 môn thi đấu còn lại là điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ và tung còn. Các môn thi đấu được diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 6 tại khu văn hóa thể thao tỉnh và sân thể dục trường Trung học phổ thông Bắc Cạn. Lễ tổng kết bế mạc đại hội sẽ được tổ chức vào hồi 16 giờ ngày 16 tháng 6 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, ban tổ chức đã tiến hành lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố Bắc Cạn. Sáng qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội. Đến dự có Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1.
Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 513, công tác tài chính của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi vào nề nếp quy định. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm tài chính cho các nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo đúng nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước, chủ động điều hành, thực hiện tốt việc phân bổ quản lý sử dụng tài chính tài sản, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ nhân viên tài chính có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Huyện Chợ Đồn hiện có gần 280 hộ dân được hỗ trợ mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định số 35 của Chính phủ trên tổng diện tích hơn 53 ha. Những diện tích này được thực hiện chủ yếu tại xã Bằng Phúc. Theo đó, các hộ dân được nhà nước hỗ trợ 50% phân lân, kali, hỗ trợ 100% men vi sinh và được tập huấn kỹ thuật làm đất, gieo cấy, chăm sóc lúa. Hiện nay, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Đồn, những năm qua, việc triển khai thực hiện cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định 35 đã cải tạo, nâng cao độ phì nhiêu, tăng khoáng chất và vi sinh vật hữu ích cho đất, góp phần tăng năng suất, sản lượng lúa. Đồng thời, mô hình cũng giúp người dân nắm bắt được kỹ thuật làm ra phân hữu cơ vi sinh quy mô hộ gia đình, biết sử dụng các nguồn tàn dư thực vật, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, giảm chi phí đầu tư chăm sóc cây trồng. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, bên cạnh việc nghiên cứu làm ra các sản phẩm mới, hiện nay nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản ở huyện Ba Bể cũng đang tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm đã trở thành thương hiệu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Cơ sở sản xuất miến rong Minh Phượng ở thôn Nà Viễn, xã Yên Dương, huyện Ba Bể đã sản xuất miến từ nhiều năm nay. Sản phẩm cũng đã được khẳng định tại nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Trung bình mỗi năm, cơ sở này sản xuất được trên 30 tấn miến. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, bên cạnh việc thường xuyên thay đổi mẫu mã, bao bì cho phù hợp, cơ sở cũng tập trung đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là những sản phẩm thị trường ưa chuộng như miến rong làm từ củ rong giềng đỏ, loại rong bản địa của huyện Ba Bể. Sẽ nâng cao được cái máy móc rồi là nhà xưởng sản xuất rồi là mang được cái chất lượng nó an toàn hơn. Làm lại bao bì để cho nó mẫu mã nó đẹp hơn mà để gia nhập với thị trường nó càng ngày càng tốt. Mình cũng hướng dẫn bà con là sử dụng cái phân hợp lý và sử dụng phân hữu cơ nhiều hơn là so với những cây thì sau này chất lượng bột nó sẽ đạt hơn mà nó giữ được cái chất lượng miến. Cũng giống cơ sở sản xuất miến rong Minh Phượng, hiện nay hợp tác xã Yến Dương đã có một số sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh như lúa nếp tài, bí xanh thơm. Ngoài ra, hợp tác xã này còn tập trung sản xuất trà bí thơm Ba Bể và được thị trường rất ưa chuộng. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, trong thời gian qua, hợp tác xã Yến Dương đã liên kết với các hộ dân trồng bí xanh thơm theo hướng hữu cơ, đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn, cung ứng ra thị trường. Về cái thủ tục thì được cơ quan nhà nước hướng dẫn tận tình hỗ trợ, còn về cái việc tuân thủ ra sản phẩm đạt chất lượng và cũng như là lấy sản phẩm đi test thử, chúng tôi đều tuân thủ nghiêm túc và để đạt cái chứng nhận về chuỗi thực phẩm an toàn. Về sản phẩm mã vạch mã QR thì chúng tôi khi đưa ra thị trường, chúng tôi cũng những cái sản phẩm chúng tôi cũng đều đáp ứng đủ mã vạch, truy xuất nguồn gốc cũng như là truy xuất chất lượng sản phẩm. Tính đến hết năm 2021, toàn huyện Ba Bể đã thành lập được 37 hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của luật hợp tác xã năm 2012. Trong đó có 30 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, 7 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực khác. Cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian qua các hợp tác xã cũng chú trọng xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Hiện nay, nhiều sản phẩm nông sản của các hợp tác xã cũng như cơ sở sản xuất tại huyện Ba Bể đã có mặt ở một số thị trường lớn trong nước như bí xanh thơm, gạo nếp tài, miến rong, hồng không hạt. Sau khi mà xúc tiến thương mại sản phẩm thì chúng tôi cũng có tìm kiếm được một số các đối tác mới ký kết bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã. Thì hợp tác xã cũng sẽ lên kế hoạch để củng cố cái vùng nguyên liệu của hợp tác xã, có thể mở rộng thêm về diện tích cũng như là nâng cao chất lượng và tạo lập những cái bộ hồ sơ pháp lý, hành lang pháp lý để cho cái sản phẩm có thể đi được bền vững hơn trên thị trường. Nâng cao chất lượng sản phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các hợp tác xã hiện nay, nhất là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản nếu muốn có chỗ đứng trên thị trường.
Tuy nhiên, đối với nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện Ba Bể, do nội lực còn yếu, trình độ quản lý còn hạn chế, nên việc nghiên cứu sản xuất ra các sản phẩm mới gắn với việc nâng cao chất lượng các sản phẩm cũ cũng còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại gia trại được nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn thực hiện và mang lại thu nhập cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình chị Sam Thị Nhì là một trong những hộ đi đầu trong xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn kết hợp với nấu rượu men lá nhiều năm nay ở thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc. 5 năm trước đây, chị Nhì cùng gia đình đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại có quy mô lớn, có hệ thống bioga từ chất thải chăn nuôi. Hiện trang trại của gia đình chị đang duy trì từ 80 đến hơn 100 con lợn. Quy trình khép kín, vì thế việc phát triển kinh tế gia đình thuận lợi, cho thu nhập khá. Giúp gia đình nhà nuôi được bữa ăn hàng ngày, thức ăn hàng ngày, xong là nuôi được con đi học, trang trải tất cả các thứ trong gia đình nhờ vào rượu vậy là nuôi lợn hết. Hiện nay ở xã Bằng Phúc có tổng đàn trâu, bò, lợn là hơn 8.000 con, tăng 1.200 con so với năm 2016. Một trong những nguyên nhân khiến tổng đàn gia súc, vật nuôi tăng là do người dân nơi đây đã biết phát huy lợi thế để xây dựng mô hình gia trại, trang trại. Đặc biệt, địa phương này đã triển khai tốt nghị quyết về khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, thông qua các chương trình nông thôn mới, mô hình phát triển chăn nuôi, xã cũng đã thực hiện hỗ trợ người dân về con giống, khoa học kỹ thuật. Hiện nay toàn xã có hơn 7 gia trại, trang trại đã được hỗ trợ phát huy hiệu quả. Có thể kể đến như hợp tác xã Thanh Tâm, gia đình ông Nông Văn Thấm ở Bản Khiếu. Hợp tác xã nông nghiệp thì cũng có, hợp tác xã chăn nuôi trâu bò với lại lợn cũng có một hợp tác xã. Nhưng mà hướng của chúng tôi là mai này cũng mong muốn làm kiểu gì để tập trung chăn nuôi vào một chỗ liên quan đến cái chỗ môi trường. Thì chăn nuôi thì như là cũng mong muốn là có cái công ty nào để giúp đỡ hỗ trợ về kinh phí xử lý cái môi trường ở Bằng Phúc chúng tôi được xanh sạch đẹp hơn. Kinh tế gia trại, trang trại được xem là thành tố quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Mô hình này giúp người nông dân sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn, cũng như đưa tiến độ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, xã Bằng Phúc đang đi đúng hướng để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, mang lại thu nhập cao cho người dân. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về sử dụng phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng năm 2022 cho công chức văn hóa xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã của 108 xã phường thị trấn, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em thuộc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố. Trong thời gian một ngày, các học viên được triển khai các nội dung liên quan đến phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng, triển khai các quy định của pháp luật Việt Nam về xử lý xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, quy trình tiếp nhận và xử lý trường hợp xâm hại trẻ em của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho công chức văn hóa xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong việc sử dụng phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở và cung cấp các kiến thức, kỹ năng để bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả thiết thực, các cấp hội phụ nữ huyện Chợ Đồn đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân. Trong đó, các cấp hội phụ nữ huyện Chợ Đồn đang duy trì 125 đoạn đường phụ nữ tự quản. Những con đường này được chị em tổ chức phát quang, dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, vệ sinh thường xuyên. Các chị em cũng vận động thôn xóm xây dựng lò đốt rác quy mô hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình. Các chi hội phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải, không vứt rác xuống sông suối, vệ đường, làm ô nhiễm môi trường sống. Thưa quý vị khán giả, huyện Chợ mới vừa tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Cạn đã thông tin về tình hình cháy nổ, trang bị cho cán bộ huyện Chợ Mới những kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản về xử lý tình huống cháy có thể xảy ra tại cơ sở, cách thoát nạn cứu nạn trong đám cháy, hướng dẫn thực hành một số biện pháp cứu nạn cứu hộ, thực hành giả định tình huống cháy trụ sở làm việc do chập điện. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự.